Trong bức thư gửi đến Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, được viết vào ngày 13 tháng 9, anh Nguyễn Văn Bình, tạm trú ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh viết: Nhà anh có 3 đứa con đang đi học, một đứa lớp 9, một đứa lớp 6 và một đứa đang học lớp 2. Tất cả đều phải học trực tuyến. Anh cố gắng lắm cũng chỉ lo nổi 2 máy điện thoại cho 2 con lớn. Còn bé lớp 2 thiếu thiết bị học tập mà anh không có cách nào để xoay sở. Những ngày gần đây, thấy cô giáo chủ nhiệm tiếp xúc với học sinh, nhìn lại con mình không có thiết bị để học tập, anh thật sự đau lòng lắm. Sau khi xác minh trường hợp của anh Nguyễn Văn Bình, ngày 17 tháng 9, đại diện báo Sài Gòn Giải Phóng đã đến nơi gia đình anh đang ở để trao tặng máy tính bảng và tập vở. Đây, cái này là quà của con nha, tập vở để cho con nè, với mấy chị ha. Nếu mà mình có tập rồi thì mình chia cho mấy chị nữa nha. Còn cái này là cái máy để cho con học, con lớp 2, mắt con còn nhỏ lắm cho nên là con đang lớn hơn một xíu ha. Học điện thoại thì nó dễ hơn mắt nha. Rồi bây giờ nhận máy thì có nói gì không? Thì mấy anh em nói chung cũng ngồi uống trà, mấy anh em hay đọc báo đó. Mấy anh nói giờ chỉ nhờ bên này, chắc bên báo Sài Gòn chắc nhanh. Thì giờ cũng không biết làm sao nữa, chứ giờ ra đường thì cũng không được. Với lại điều kiện nói chung cũng không có, nên em cũng viết thì gửi lên nhờ mấy anh mới chạy thử coi, chứ cũng không biết làm sao hơn nữa. Giờ bên báo với mấy anh em cũng có tới cho thì em cũng rất là cảm ơn. Anh có 4 người con, do dịch bệnh, cả 3 đứa con của anh phải học online tại nhà. Căn nhà trọ nơi cư ngụ của 6 thành viên nay lại càng trở nên chật hẹp hơn. Trước dịch, anh chạy xe ba gác cho vừa vật liệu xây dựng, còn vợ anh giữ trẻ tại nhà và may gia công. Nay dịch, cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Địa phương có chăm lo về thực phẩm và tiền theo quy định. Tận dụng chiếc xe ba gác đang nhàn rỗi, hàng ngày anh cùng với tổ dân phố vận chuyển thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đến tặng nhà cho người dân. Con có 1 1 phần, 4 1 phần, 9 1 phần, 9 1 phần. Công việc hàng ngày của mình là chở vật liệu thuê, thì những trong mùa giãn cách này thì không có làm được. Thì mình cũng thường xuyên là nói với các cô chú ở trong ban điều hành khu phố cũng như là phường. Khi mà có chở rau, gạo hay các thứ thì mình sẵn sàng hỗ trợ trao đến cho từng hộ dân mà không hề lấy phí. Nói chung mình là một người thanh niên chịu khó và biết thương yêu mọi người xung quanh và biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.